Huế, xứ cố đô, trong quá khứ hay hiện tại, giữa mơ và thực, thấp thoáng nét đai gắt của những tà áo trốn hoàng cung. Cổ phục Việt Nam nói chung, trang phục cung đình Huế nói riêng, đã và vẫn luôn là những di sản văn hóa quý giá, là nguồn sáng tạo bất tận của những ai đã yêu thích và say mê những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Áo Nhật Bình là loại áo phi phong của triều Minh, được triều Nguyễn tiếp thu cải cách thành kiểu áo phi phong tối khâm với những nét riêng rất đặc sắc. Áo có phần cổ thiết kế hình chữ nhật to bản. Khi mặc vào thì phần trước ngực được ghép lại thành một hình chữ nhật nên mới có tên là áo Nhật Bình. Không chỉ là thứ mặc lên người tượng trưng cho một cốt cách quyền uy đương triều, không chỉ là dấu ấn thời trang của một triều đại, mà hơn hết là triết lý nhân sinh, ý niệm sâu xa về cái đẹp, cái tôn quý. Trong thời Nguyễn, những chiếc áo Nhật Bình của hoàng hậu, công chúa, phi tần đều do nghệ nhân cung đình may thêu vô cùng công phu, tỉ mỉ. Ở tay áo đều có dải màu ngũ hành, lục, vàng, xanh, trắng, đỏ, khiến loại trang phục này càng thêm rực rỡ. Cảm nhận của chúng ta về một bản sắc văn hóa đôi khi cũng đi qua một điều hết sức nhỏ bé và tinh tế như qua tà áo Nhật Bình. Những vô vàn sự phát triển, du nhập, tiệm cận, giao lưu về các trào lưu văn hóa, trong đó có thời trang, cổ phục Việt nói chung hay áo Nhật Bình nói riêng vẫn thu hút một người khác, một cá tính, một nét đẹp chẳng thể lẫn vào đâu và cũng luôn là một nguồn sáng tạo bất tận của các nhà văn hóa, nhà thời trang, nhà thiết kế.